kiến hai anh ạ. À. Sắp chiếu phim rồi mà rạp chẳng có ai. Đừng bảo là em bao cả rạp nhá. Thì để anh đỡ phải nhìn ngang ngó dọc, sợ bị người khác phát hiện còn gì nữa. Uầy, thương giàu thế. Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái thì đơn giản thôi. Vào phim rồi. Cơ thể chiều nay bác sĩ cho xuất viện. Mà cái lúc chạy vào ấy, tao cứ nghĩ là bị cái bọn hút hít nó trả thù cơ. Mày đấy, đừng có nói linh tinh, con đào nó sợ. Ơi, tao cũng chỉ nghĩ thôi, có nói đâu. Mà cái nào nó bảo vợ chồng mày cũng không phải vào thăm nom gì đâu nhá. Ừ, chị Khánh đang ốm nên tao cũng phải về nhà chăm chị nữa. Đến khổ, anh Quý làm nhiều đâm ra sinh bệnh. Phải cái lão Hào nhà tao á, nó mà la làng lên. Mà tao nghĩ nó tức. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà tao không gọi được cho ông một cuộc nào cả. Yên này, lão Hào dạo này bận lắm à? Bận. Tao cũng chỉ mong lão Hào nhà tao cố bằng một nửa của anh Quý là tao mừng lắm rồi. Thế mày có biết gì về công việc của ông ấy không? Ờ thì như tao nói đây, dạo này đang đi ship hàng cho cô chủ shop online. Mỗi đơn được 20. Nói chung cả ngày cũng được vài trăm. Này, tao gọi lại sau nhá. Ờ, có việc tí.